chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 7142489883 gọi ngay Mango Tours 8664359746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy 8888808345 Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng như Huyền và Lê Thái. À, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục trong phần này, à, phần 3 của Cà Phê Sáng ngày hôm nay. À, không biết rằng là chị Như Huyền, dịp chị đi, em thấy là chị hình như chị hay đưa những cái bản tin về San Jose hay là về Bắc Cali này nọ đó. Ừ. Thì chị đi qua những cái cây cầu lớn ở Bắc Cali, chị qua đã đi rồi đúng không? Cua đình San Francisco, nào, San Francisco à. ừ. rồi, không biết là chị Như Huyền hay là quý vị đã từng đi những cái cây cầu nào mà nó to, nó dài mà nó, nó có nổi tiếng ở trên thế giới này nọ. Chị có bao giờ đi đi qua những cái cầu, cái cầu đó chưa? Đi những cái cầu mà nổi tiếng như thế. Chưa em chắc em như đi rồi dần chờ Lê thái kể cho chưa, chị nghe. Em, em chưa <laughs> có đi nhiều đâu, em đi em đi vài nơi thôi. Mà thật sự thưa, thưa quý vị, quý vị biết rằng là trên thế giới của chúng ta có rất là nhiều cây cầu, có rất là nhiều loại cầu. Ở nhà chúng ta thì chắc chắn là sẽ không có cây cầu nào rồi <laughs> Ở ngoài đường thì mới có cầu, cầu đường này nọ nha thưa quý vị Nói vui thôi nha à, Có những cái cây cầu nổi tiếng ở thế giới Mà riêng hiện nay Cái cây cầu mà nó dài nhất thế giới đó, Đối chỉ chị nằm ở nước nào? Bây ừ, giờ chị đang chờ lấy Thái uh, Chờ nữa tới bản tin. Thì Nói cô... trước thôi thì còn đâu có hay nữa phải không thưa quý vị Kính Thưa quý vị, à, cây cầu mà dài nhất ở thế giới của chúng ta Vẫn là cây cầu ở Hoa Kỳ là một trong những cái quốc gia cái gì cũng cũng nhất nhất người ta hết á không không phải là mình nói nịnh mà thực sự là như vậy <laughs> Thôi đúng không? Không nịnh thì nói đại, không, rồi. Thì nói đại đi cho <laughs> rồi. Cái à, thưa quý vị, cái cầu mà quý vị thấy ở trên màn ảnh á, nó có tên là Boncha à, Boncha Train. Đây là một trong những cái cây cầu nó liên tục dài nhất ở trên thế giới bắc qua mặt nước. À, tính ra đó là cái chiều dài của cái cây, cây cầu này á, là 38,35 km và nó có khoảng là 9.500 những cái trụ bê tông những năm 1940 cho đến năm 1950 đó thì ở tại thành phố New Orleans, bang Louisiana ở Hoa Kỳ thì người ta phát triển bùng nổ nhưng mà cái đường vào thành phố thì lại bị một cái hồ nước nó cản trở khi mà người ta đi vào. Để đến New Orleans từ cái bờ Bắc đó, thì người ta phải lái xe qua một cái quãng đường dài và tốn thời gian rất nhiều. Do đó thủ ủy ban đường cao tốc là Greater New Orleans, người ta được thành lập để mà xây dựng cái cây cầu này, người ta gọi là cầu hồ Pontchartrain. Đây là một trong những cái cây cầu là một cái sự thành công lớn vang dội của Hoa Kỳ cũng như là của cái thế giới khi mà nó mang lại cái lợi ích cho dân cư của cả hai bên bờ hồ khi mà thời gian di, di chuyển á, nó giảm đi rất là đáng kể. Cái công trình này nó cũng cung cấp cái lối đi cho những cái khách du lịch ở New Orleans ghé thăm nhà hàng và những cái cửa hàng bán lẻ ở bờ bên phía bắc của Hoa Kỳ. Cái cầu này thực chất là gồm hai cái cầu hai cây cầu nó chạy song song với nhau quý vị thấy ở trên màn ảnh đó. Và cầu hướng Nam gồm hai làn xe mở cửa lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 8 năm 1956. Và trong khi cầu hướng Bắc với thiết kế tương tự hoàn thành vào năm 1969. Dù có kích thước đồ sộ và quá trình xây dựng cầu chỉ diễn ra trong vòng 14 tháng, tức là hơn một năm mà thôi. Nhưng với các phương pháp dây chuyền lắp ráp và sản xuất hàng loạt, Thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên những cái phương pháp xây dựng này nó được áp dụng với một cái cây cầu ở Hoa Kỳ mà dài nhất thế giới như vậy. Chỉ trong vòng 14 tháng xây dựng cây cầu dài nhất ở trên thế giới ở Hoa Kỳ. Cây cầu này thưa quý vị nó ở hướng Nam gồm 2.246 nhịp, rộng 8m rưỡi và dài 17m. Trong khi cầu hướng Bắc thì nó có là 1.506 nhịp và rộng 8.5m, dài 25.6m và các nhịp bao gồm là dầm bê tông, cốt thép, dự ứng lực đúc liền và nó có lan can và sầm cầu. À, nhịp ở cả cầu hướng Bắc lẫn hướng Nam đều được chống đỡ bởi các trụ bê tông đúc sẵn dài trung bình là 27.4m và khi đi vào hoạt động thì nó lập tức được kỷ lục Guinness Thế Giới đưa vào là cây cầu dài nhất thế giới bắc qua mặt nước và tính đến thời điểm này chưa có cây cầu nào vượt qua mặt cây cầu ở Hoa Kỳ này thưa quý vị đây là một cây cầu chúng niềm hãnh diện của chúng ta 14 tháng mà người ta xây được cây cầu này khủng khiếp hả chị ha quá hay chớ cho đâu cái nó dài như vậy trên câu rừng kế mình thấy cái cầu nó cũng đã quá quá to là quá dài rồi không muốn chơi cái cầu này nữa Hy vọng một ngày nào đó như hiên với lê thái sẽ được đến thăm cầu và... ngắn thì nhiều còn yeah. ngắn nhiều lắm, còn nhỏ như nhiều lắm, chị, chị chị cười cười hoài không biết là chị cười là người ta nghĩ em nói 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 nói, nói tại ý em ý cười đồ. trước mà đó chị nhìn qua chị thấy em cười nên thôi, đảm thì được. chị biết em có ý gì đảm rồi, có, đảm đảm có. còn thôi em đâu có cười đâu, đảm chọc lại tái thôi, à, thưa quý vị, um, cái bản tin này cho những ai mà những ai sau này sẽ đi du lịch ở new york nếu mà chưa đi thì bây giờ đi mà gần đây thì họ đặt một trong những cái con bồ câu gọi là dinosaur to những con bồ câu mà, mà nó điêu khắc như vậy mà họ khắc như vậy họ đưa lên bằng một cái bê tông như vậy thì rất là co, uh, rất là to thưa quý vị và nó là một trong những cái con bồ câu rất là to nhất ở tại New York nhưng mà cái ý nghĩa của con bồ câu và cái lý do tại sao mà họ uh, đặt một cái con bồ câu to như vậy ở trên cây cầu ở đường Lincoln 2 đó là quý vị thấy ở trên màn hình cái con bồ câu to những người mà New York họ đặt lên đó thì họ gọi đó là con dinosaur luôn quý vị tại vì nó to quá và bên cạnh đó ai đã tạo ra những cái con điêu khắc ra cái con bồ câu này và cái lý do tại sao mà New York lại để tự nhiên để một cái hình tượng con bồ câu rất là lớn ngay giữa cái cầu như vậy thì như sẽ đưa cho quý vị ngày hôm nay thì cái tác phẩm điêu khắc chim bồ câu khổng lồ cao 16 feet mang tên là dinosaur tức nghĩa là cái con khổng khủng long sẽ xuất hiện ở trên đường cao tầng High Line ở New York City gần cái exit cái cầu mà đi qua exit để đi tới đi về New Jersey đó thưa quý vị và được tạo ra bởi nghệ sĩ Ivan Argote một con chim nhôm siêu thật này sẽ ngự trên nóc cột đấng tháp số 10 ở phía tay của công viên cao tầng tên là Dinosaur ám chỉ đến quy mô của tác phẩm điêu khắc và tổ tim cổ xưa của chim bồ câu từng thống trị toàn cầu. Với khoảng 9 triệu con bồ câu vượt số lượng dân số loài người, tác phẩm chim khổng lồ này chắc chắn sẽ tạo rất là ấn tượng cho những khách du lịch sắp tới. Giống như những nhiều người ở New York, chim bồ câu không có nguồn gốc từ khu vực này và nó được đã được đưa đến thành phố vào thế kỷ thứ 17 bởi những người định cư của châu Âu. Và giống như các thế hệ sinh viên tốt nghiệp MBA đã chuyển đến thành phố làm việc ở Wall Street Journal, và chim bồ câu đang phát triển mạnh trong môi trường xung quanh được nhận nuôi và hiện đang tụ tập trên vỉa hè trong cái bộ đồ sáng bóng của chúng như quý vị cũng thấy khi mà đi tới Dinwo New York đi ra công viên thì quý vị thấy chim bồ câu rất là nhiều vào buổi sáng và quần thể chim bồ câu của thành phố được ước tính là lớn hơn dân số của con người có khoảng 9 triệu con chim so gần với 8 triệu người sống trong thành phố ở tại New York. Chính vì vậy họ làm cái bức tượng con chim bồ câu. Nếu mà quý vị đi du lịch ở New York sắp tới đây sẽ thấy cái bức tượng điêu khắc này tự nhiên đưa bản tin này cái tự nhiên nói nói một câu vô duyên thèm bộ câu quay quá <laughs> khổ bộ một, quay một, cái đó, là xanh, vậy là cháu... em không được đi dốt rồi đi dốt và bắt chim một câu làm chết em nói em thèm thịt bộ câu chứ em đâu <laughs> nói em đi đưa dốt em đi bắt chim chị thì không, kìa, không biết được mà nói đưa bản tin bộ câu tiện thèm bộ câu quay thiệt luôn ăn ở mấy cái nhà hàng người hoa thú vị có món bồ câu quay rất là ngon hoặc là cháo bồ câu quay mà người ta oh. nói cháo đậu xanh ngon lắm thưa quý vị ừ. à, ăn mát lắm nha, ăn giải nhiệt đó. cái à, thưa quý vị, theo khảo sát của một những cái chuyên gia về gia đình hôn nhân ở Hoa Kỳ đó thì Người ta, tại sao người ta khảo sát là cái nhóm ở cái lứa tuổi mà Gen Z có nghĩa là à, những cái lứa tuổi này à, tại sao mà nó lại có cái tốc độ là lừa dối tình cảm nó nhiều như vậy hoặc là ly dị nhiều như vậy hoặc là chia đình nhiều như vậy à, trong những cái khảo sát mới nhất từ một cái dịch vụ may mối là Dating Advice cho thấy rằng là trong 83% những người có mối quan hệ ngoài luồng đó thì chiếm tỷ lệ cao nhất là Gen Z tới 93% cái con số này nó vượt qua mức 80% ở cái thế hệ là Millennial mà chúng ta đã thấy trong quá khứ là có nghĩa là ông bà cha mẹ chúng ta là ít ngoại tình hơn là chúng ta. Và chuyên gia tư vấn hôn nhân là Brian Disco nói rằng là cái sự gia tăng vấn đề ngoại tình của cái nhóm ở dưới tuổi Gen Z nó liên quan đến tốc độ phát triển các ứng dụng hẹn hò trong cái giai đoạn trưởng thành của cái nhóm tuổi này. Những cái đứa trẻ này giống như là từ nhóm Gen Z này lớn lên trong cái thời đại công nghệ và mạng xã hội nó phát triển nó chiếm ưu thế ở mọi khía cạnh của cuộc sống bao gồm cả những cái ứng dụng hẹn hò và những cái này nó cho chúng ta có nhiều lựa chọn trong khi những cái thế hệ khác ở phía trước ở quá khứ á người ta không có người ta phải đầu tư thời gian công sức rồi viết ghi thơ tình viết thơ tay để mà gặp gỡ những người yêu thành ra nội thời gian viết thơ không đâu thời gian đâu mà vô áp đâu mà ngoại tình đó mà quen được cũng là cả một cái thời gian dài rồi à, tuy vậy thì cái phần đông Genji thưa quý vị họ lo lắng vì đang bị phản bội vẫn giữ im lặng và một trong những cái dám nhóm mà người ta dám đối mặt đó về những cái vấn đề mà bạn đời uh, đã nghi ngờ bạn đời ngoại tình hoặc là uh, những cái người mà đã lừa dối mình đó thì nó lại giảm trong cái thời gian qua có nghĩa là những cái nhóm này người ta không có thể nào mà 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 phát hiện được những cái người vợ hoặc người chồng hoặc người bạn trai bạn gái của mình ngoại tình uh, bởi vì sao cái ứng dụng hẹn hò nó cũng khá là nhạy cảm khi mà trong cái thời điểm này nó đưa ra mà cái giới mà cái giới mà Gen Z là sử dụng rất là nhiều Người ta nói là công nghệ hiện đại ứng dụng hay ngò, nó gây cho Gen Z có một cái khoảng thời gian rất là dễ tìm kiếm bạn tình và dễ lừa dối nhưng lại dễ bị phát hiện tại vì nó nhan nhản ở trên đó cái cách thức người ta sử dụng nó trên đó thành ra đây là những cái cách mà chuyên gia và những cái nhà tâm lý hôn nhân gia đình người ta nói rằng á là công nghệ giúp cho người ta ngoại tình dễ dàng nhưng lại bị dễ phát hiện hơn dễ dàng hơn khi mà những cái thế hệ Gen Z hiện nay người ta sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò trong quá trình hẹn hò để mà lừa dối bằng tình thành ra nhớ cẩn thận nha quý vị à, quý vị giữ màn chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho đây